ăn đi đậu ở nhà trông em. Ở nhà trông em cho mẹ, để mẹ còn đi chợ. Nhớ cho em ăn cháo nghe chưa, đi đậu. Vâng ạ. Em đi lạc. Hả? Ăn đi nhanh lên, ông về thì mách mẹ đấy. Ô thế không ăn à? Hay là trong cháo có đâu, để đi thử xem nhá. Ôi, cháo ngon thế này mà không ăn, tôi để đi ăn hết rồi. Xin vĩnh biệt. Đi đậu trong em phần 2. Em đi đậu, em đang ốm, nhớ cho em ăn đấy nhá. Đồ ăn phải để trên bếp đi à? Vâng ạ. Chị em đi đậu, em đói, em muốn ăn. Bạn nói thật là lực cười. Thôi thế nhỉ. Ôi bạn ơi. Em đi lạc. Ôi, đồ ăn ngon lắm này, em đi lạc. Đồ ngon quá đi bác. Em đi lạc không được ăn. Để chị giúp cho miếng khác. Muốn ăn thì lăn vào bếp, tự đi ra mà lấy. Em đi đâu không cho ăn à? Đồ ăn còn nguyên đây này. Ở đâu? Con bếp sạch rồi mà. Đúng đúng. Ôi trời ơi, đây là đồ ăn cho chó cơ mà. Chó cơ mà. Phải một ngày ăn rồi cho dù hào sóng. Ăn đi đậu trong em phần 3. Bác cơm mẹ để đấy, nhớ cho em ăn đi đấy nhá. Còn ăn hết thì liệu hồn. Không biết rồi. Ảo thật đấy. Ồ, vậy là mình đã có sức mạnh siêu nhiên. Cứ bơ vào rồi thôi. Chị điêu vừa thôi, chả có siêu nhân nào học dốt như chị em. Nhưng mà chị không dốt tiếng Anh nhá. Chị đang học hơi một nghi tư vực với bọn kia nhau. Chị không tiếng Anh này đấy. Dùng trò ghép chữ để học hay quá đi. Chị nói có bao giờ sai đâu. Ăn đi đậu trong em phần 4. Hai đứa ngồi đấy ăn đi nhá. Bác ơi. Bác. Thằng Nhâm con nhà bà Nhầm nó mới lấy vợ đấy. Con bé nó xinh lắm. Tôi nghe thằng bé nó chiều vợ nó lắm, vợ nó xinh đấy kia mà. Còn cô của tôi ý, cô cứ để đấy mà xem. Của chị mà. Nào chị không cho em ăn à? Em mạnh mẽ đấy. Khỏi đi rồi bác. Ấy cái gì vậy trời? Đây, em trai yêu quý, em ăn gà. Ăn đi đồ ăn nguội hết rồi gà. Chờ, đau. Mày xong rồi. Này, bác bảo đậu với lạc nhá. Hai đứa cứ trí chóe trong cái bữa ăn này thì mọi người lại bảo là mẹ không biết dạy con. Mẹ không biết dạy con. Ăn xong rồi thì đi lên phòng đi. Không ạ. Ăn đi đậu trong em phần 5. Hôm nay mẹ cho chị toàn quyền quyết định trong căn nhà này. Cứ bớ vẩn á, để biết ra chị. Em đi làm, đi nấu đồ ăn cho chị đi. Chị muốn ăn gì chị tự đi mà làm. Không làm cái gì. Có biết đây là cái gì không? Nếu chị mắt mẹ không? Thôi. Để em. Ấy chị ăn cháo đi, đỡ mệt. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Sao?